thì có một câu hỏi là khi mà chúng ta nhận được cái thông tin liên quan tới công ty Square mua 4.700 là 9 đồng BTC có nghĩa là 50 triệu đô la tổng cộng thì đây là thông tin được chia sẻ hồi sáng này thường cũng đã có một cái video về cái vấn đề này thì nhiều người nói là cái thông tin này dẫn đến giá cả BTC tăng lên nhưng mà chúng ta nên nhìn lại cách đây chỉ khoảng chừng là một hai tháng khi mà chúng ta nghe nói tới thông tin liên quan tới công ty Macro Strategy công ty này mua cái số lượng Bitcoin nhiều hơn Nói tới đô la thì các bạn thấy được là nhiều hơn 8 lần 423 triệu đô la đồng BTC Nhưng mà với con số mua này cách đây 2 tháng Thì cái giá của BTC đi hàng ngang chứ không có sự tăng trưởng Thì đây là một câu hỏi mà tôi muốn giải thích cho các bạn trong video ngày hôm nay Thì tất cả những gì mà chúng ta nói tới trong video này Chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì để hiểu được cái sự khác biệt chúng ta trước hết thì nói tới một số thông tin liên quan tới công ty Michael Strategy. Thì công ty này mua như thế nào? Tổng cộng chúng ta thấy được là trong vòng 2 tháng qua chúng ta nhận được hai cái thông báo đến từ công ty Michael Strategy là họ đã mua Bitcoin. Và chúng ta sẽ nói tới cái số lượng Bitcoin mà mua gần đây nhất, có nghĩa là mua ngày 14 tây tháng 9 năm 2020 Lúc đó thì công ty MicroStrategy mua tổng cộng là 16.796 đồng BTC. Và chúng ta có thêm một số những cái thông tin chi tiết được chia sẻ bởi CEO Michael Saylor ở trên Twitter của công ty MicroStrategy này. Thì Michael Saylor nói là công ty này mua cái số lượng BTC 16.796 đồng BTC trong cái đợt uh, tháng 9 mới đây là mua thông qua sàn giao dịch OTC có nghĩa là sàn Over-the-Counter, sàn trong ngoài hay nhiều bạn gọi là sàn thỏa thuận thì cái sàn này là một cái sàn mà nếu các bạn muốn mua số lượng lớn BTC hay là các bạn muốn mua số lượng lớn độc nào đó hay là ngược lại các bạn có một số lượng lớn độc nào đó muốn bán thì các bạn thông qua những cái sàn OTC này họ sẽ kết nối người mua và người bán và người mua và người bán sẽ thỏa thuận giá cả và đương nhiên lý do tại sao một người nào đó tìm đến sàn OTC tại vì họ không muốn làm ảnh hưởng đến giá cả của thị trường cho mình thấy được là một người nào đó mà muốn mua số lượng lớn Bitcoin thì khi mà mua thì các bạn thấy là càng mua thì sẽ càng đẩy giá lên Và ngược lại các bạn càng bán thì giá sẽ càng đi xuống Cho nên không có lợi với cái người mà muốn mua số lượng lớn hay là người muốn bán số lượng lớn đó là lý do tại sao mà người ta phải tìm đến những cái sàn OTC để người ta có thể là giao dịch thỏa thuận. Thì trên thị trường bây giờ chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái sàn giao dịch. Nhưng mà những sàn lớn mà có uy tín mà có thể là hỗ trợ OTC thì cũng không mấy sàn. Các bạn thấy là nó tới nó lui cũng những sàn như là sàn Coinbase, Bitstamp, Kraken, Gemini, Binance, vân vân, thì CEO của công ty Michael Strategy không nói rõ là ông ta đã sử dụng những sàn nào. Nhưng mà dựa theo những gì chúng ta thu thập được, thì Michael Strategy, CEO Michael Taylor đã thông qua nhiều sàn uh, OTC để mà mua được cái số lượng lớn Bitcoin này. Và các bạn hãy đưa ra những gì được chia sẻ bởi Michael Taylor, CEO của Michael Strategy, đó chính là cái chiến lược mua cái số lượng lớn BTC này là thông qua 74 tiếng liên tục Các bạn thấy được là có nghĩa là hơn 3 ngày Trong thời gian 74 tiếng đồng hồ đó các bạn thấy được là Những gì họ đã làm đó chính là họ thực hiện tổng cộng là 88.617 trades Có nghĩa là 88.617 giao dịch khác nhau Thì mỗi một giao dịch khoảng chừng là 0.19 đồng BTC Và mỗi giao dịch là khoảng chừng 3 giây Các bạn thấy được họ mua liên tục và mua cái số lượng là khoảng chừng là 0,19 đồng Bitcoin mỗi 3 giây có nghĩa là mỗi một phút họ mua tổng cộng là tính theo đô la là khoảng 39.414 đô mỗi một phút trong cái thời gian 74 tiếng đó nhưng mà không phải lúc nào họ cũng mua cùng một con số tại vì tùy theo là tình hình của thị trường nếu như mà họ thấy giá cả đi xuống 1 hay là 2% trong thời gian mà 74 tiếng hồ đó thì họ sẽ mua tổng cộng con số là lớn hơn rất là nhiều là từ có thể là 30 cho đến 50 triệu mỗi một giây các bạn thấy được đây là một cái chiến lược là được thực hiện rất là cẩn thận, họ rất là kiên nhẫn và cái chiến lược này rất là cụ thể cho chúng ta thấy được là không phải là hôm qua công ty này được thông qua là hội đồng quản trị cho mua Bitcoin rồi ngày mai là họ mua. Đây là một kế hoạch mà họ đã lên rất là lâu và đã thực hiện một cách cho các bạn thấy được là khiến cho giá cả hầu như là không có cái sự di động. Cho mình thấy được là quan trọng hơn hết thì Michael Strategy, CEO Michael Saylor nói là không có được đẩy giá lên Tại vì đẩy giá lên thì sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đối với cái số lượng Bitcoin mà họ có thể mua được với cùng một số tiền Thì ước tính tổng cộng sau 74 tiếng đồng hồ thì tổng cộng là giá tăng là 0,56% Có nghĩa là các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng khi mà mua thông qua những sàn OTC thì cũng có Nhưng mà cái sự ảnh hưởng có thể là làm giảm tối thiểu khi mà họ cẩn thận và mua một cách âm thầm Thế lúc mà chúng ta nhận được thông tin thì họ đã mua xong hết rồi chứ không phải là họ đưa ra thông tin sau đó họ mới đi mua Tuy nhiên đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu Thì các bạn thấy được là chúng ta bây giờ hãy nhìn vào thông tin liên quan tới công ty Square Thì công ty Square mua như thế nào? Các bạn thấy được là hồi sáng này dựa theo cái thông tin như thế này nhận được là ngoại trừ cái thông tin là công ty Square mua 50 triệu đô la đồng BTC thì công ty Square cũng đưa ra một cái white paper một cái thông tin đó chính là công ty này sẽ thực hiện một cái chiến lược đó chính là mua 24 tiếng đồng hồ liên tục Và họ mua thông qua những cái đối tác mà cung cấp dịch vụ cho công ty Cash App Công ty Cash App cũng đã biết là đây là một cái công ty phụ thuộc à, của công ty Square Công ty Cash App đây là công ty mà các bạn có thể dùng để mà mua Bitcoin, dùng để mà mua stock chẳng hạn Thì các bạn thấy được là họ đã dùng cái chiến lược này Thì câu hỏi bây giờ là cả hai công ty cho bạn thấy được là công ty Square cũng mua thông qua những cái sàn OTC Công ty Michael Strategy thì cũng mua thông qua những sàn OTC Thì câu hỏi là tại sao mà giá lại tăng khi mà chúng ta nhận được thông tin liên quan tới Square mua cái số lượng Bitcoin Mà cái số lượng này thì thấp hơn rất là nhiều so với cái số lượng được mua bởi công ty Michael Strategy Thì có hai giả thuyết tôi muốn chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết là các bạn cần phải hiểu là tuy chúng ta nói là mua thông qua sàn OTC những cái sàn dòng ngoài, những sàn thỏa thuận thì sẽ không ảnh hưởng tới giá cả nhưng mà thật ra giá cả cũng ảnh hưởng chỉ có là gián tiếp và thấp hơn mà thôi nhưng mà các bạn cần phải hiểu là những cái sàn OTC thì cái giới hạn của nó là không phải lúc nào cũng có sẵn số lượng lớn đồng BTC cho nên các bạn thấy được là những cái đồng Bitcoin mà sàn có để mà bán thì cần phải được cung cấp bởi những người mà có số lượng lớn đồng Bitcoin cho nên không phải lúc nào cũng có sẵn là có giới hạn nếu như mà nhiều người cùng một lúc tới để mà mua cái số lượng lớn đồng Bitcoin các bạn thấy được là chỉ những công ty nào mà lên sàn thì họ mới thông báo cho mọi người biết là bây giờ là trên giấy tờ kế toán của họ là lưu trữ những tài sản nào. Cho nên chúng ta mới biết được những thông tin liên quan tới Square, liên quan tới Michael Strategy. Có rất nhiều những cái công ty mà không có lên sàn chứng khoán họ không cần phải điền những cái đơn cho SEC. Thì những nhà đầu tư chúng ta cũng không có nào biết được là họ có lưu trữ Bitcoin hay là không. Mà nếu như mà họ cùng nhau đi mua Bitcoin trên những cái sàn OTC thì các bạn thấy được là những sàn này họ sẽ hết đồng Bitcoin, họ sẽ bị cạn nhưng là Bitcoin có thể bán được và những người mà vẫn muốn mua số lớn hơn Bitcoin họ bắt buộc là phải mua trên những cái sàn bình thường, những cái spot market Đây là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn Giả thuyết thứ nhì tôi muốn chia sẻ với các bạn là công ty Square là một công ty lớn hơn à, Các bạn thấy được là vốn hóa của công ty Square là lên tới 81 tỷ so với lại công ty MicroStrategy chỉ khoảng là 1,5 tỷ mà thôi và công ty Square là một cái công ty mà có thương hiệu lớn, nhiều người biết tới Thời ra mà nói trước khi mà chúng ta nghe nói tới công ty MicroStrategy mua Bitcoin thì thường cũng không biết công ty MicroStrategy là gì và thường nghĩ là các bạn không vậy. Nhưng mà chúng ta nghe nói công ty Square của Jack Dorsey thì hầu như ai cũng biết. Cho nên đây là một cái thương hiệu lớn hơn và có cái hiệu ứng FOMO mạnh hơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thường thấy được khi mà chúng ta nhận được cái thông tin là công ty Square mua Bitcoin thì sẽ dẫn đến là rất nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ như là thường và các bạn sẽ FOMO và mua Bitcoin để mà đẩy giá lên Tại vì sao mọi người nghĩ đây sẽ có sức ảnh hưởng rất là lớn Lớn hơn là công ty MicroStrategy rất là nhiều Mặc dù là công ty MicroStrategy mua nhiều Bitcoin hơn Nhưng mà công ty Square thứ nhất là nếu như đây chỉ là mới bắt đầu Thì tương lai họ còn thể mua thêm rất nhiều Bitcoin Và thứ nhì nữa thì dù là họ không tiếp tục mua Nhưng mà vì lý do là công ty Square là một công ty lớn Mà lưu trữ Bitcoin sẽ dẫn đến là những công ty tương tự những công ty cạnh tranh với công ty Square cũng sẽ đi mua Bitcoin thì dẫn đến một cái đợt FOMO đến từ những cái công ty lớn. Đây là điều mà thằng nghĩ là nhiều nhà đầu tư suy nghĩ cho nên dẫn đến việc là nhiều người đi mua Bitcoin và đẩy giá lên ngày hôm nay. Thì đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nghĩ sao? Về thông tin này các bạn hãy comment ở phía dưới. Những bạn nào mà chưa theo dõi thông video trên các mạng xã hội thì các bạn nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link như link của Facebook, Twitter và Telegram. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là các bạn có thể tham gia sàn được nhận những tín hiệu trade miễn phí hay là nhận được hỗ trợ và các bạn có thể tham gia những cái sàn mà sẽ được giảm phí giao dịch như là 20% mãi mãi. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.